Như chúng tôi liên tục đề cập mới đây, một ổ dịch cúm gia cầm H5N1 đã xuất hiện tại tỉnh Hồ Nam của Trung Quốc. Điều đáng bàn là ổ dịch này xảy ra cùng thời điểm với bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của virus corona gây ra. Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, cúm H5N1 có khả năng lây nhiễm từ người dù là rất khó. Loại cúm gia cầm này đặc biệt nguy hiểm đối với người tiếp xúc với nó. Cụ thể thì tỷ lệ tử vong do cúm gia cầm gây ra đạt hơn 50% trong suốt 15 năm qua. Tức là dịch bệnh này thì còn gây ra tỷ lệ tử vong cao hơn cả dịch SARS, tức là hội chứng hô hấp cấp tính nặng và virus corona chủng mới. Việc kiểm soát dịch cúm AH5N1 tại thời điểm này là vô cùng cấp bách và Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn mới đây đã phải ra công văn khẩn cấp để đối phó với dịch bệnh. Và để hiểu rõ hơn nguy cơ bùng phát dịch cúm gia cầm này ở nước ta, mời quý vị theo dõi phần trao đổi của phóng viên VTC16 với Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Ngọc Thạch đến từ Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Trước hết thì xin được cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Ngọc Thạch đã nhận lời tham gia trả lời phỏng vấn của VTC16. Vâng, thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Ngọc Thạch, vào ngày 1 tháng 2 thì ở tại Trung Quốc cũng đã thông báo là xuất hiện dịch cúm AH5N1 tại tỉnh Hồ Nam của nước này. Và đây cũng là một trong những cái tỉnh mà gần với cả cái trung tâm bùng nổ cái dịch viêm phổi cấp do chủng mới của virus corona gây ra. Vậy thì Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Ngọc Thạch có đánh giá như thế nào về dịch bệnh này khi mà Việt Nam thì rất là gần biên giới với Trung Quốc? Cái dịch cúm gia cầm H5N1 là một cái dịch cúm gia cầm hết sức nguy hiểm. Nó có cái khả năng lây, hay nói một cái khác là cái khả năng lây nhiễm rất lớn sang người. Thì tất nhiên là cái cúm AH5N1 giữa người lây sang người thì là rất là hiếm, nhưng người mà tiếp xúc với gia cầm mà bị H5N1 thì cái tỷ lệ nhiễm rất là cao. Và khi mà người bị nhiễm cái H5N1 này thì cái tỷ lệ rủi ro cao hơn rất nhiều so với một số các cái dịch cúm khác. Ví dụ cao hơn rất nhiều so với dịch SARS trước kia, cao hơn rất nhiều so với coronavirus hiện nay. Nếu mà dịch cúm H5N1 xảy ra là một cái tai họa rất lớn. Tại sao tôi nói một cái tai họa rất lớn? Bởi vì nó đang đi cùng với cái dịch viêm phổi cấp do coronavirus gây nên. Do vậy, nếu hai cái này xảy ra thì nó ảnh hưởng rất lớn tới nguồn lực của đất nước. Đáng lo ngại nữa đó là cái người mà bị mắc cúm AH5N1 thì cái tỷ lệ tử vong, hay nói mấy khác là cái tỷ lệ rủi ro rất cao. Vậy thì đối với người chăn nuôi trong nước thì chúng ta cũng cần phải phòng chống cúm AH5N1 như thế nào? Thứ nhất là đối với người chăn nuôi là phải chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học. Thế vậy cái hướng an toàn sinh học đây là cả về con giống phải tốt này, chuồng nuôi phải đúng kỹ thuật này, phải tốt này, chăm sóc nuôi dưỡng phải tốt này, khu vực chăn nuôi là phải có hố sát trùng này, rồi và phải có cái khu vực cách ly đối với gia cầm ốm hoặc là đối với gia cầm mới nhập về, vân vân. Thì đấy là cái hướng an toàn sinh học. Bước thứ hai là phải là chăm sóc nuôi dưỡng cái đàn gia cầm tốt, phải cung cấp đầy đủ thức ăn. Và cái thức ăn này phải đầy đủ các cái chất dinh dưỡng, và đồng thời là nước uống phải đầy đủ và phải sạch sẽ. Đồng thời là phải định kỳ bổ sung các cái nguyên tố vi lượng, các chất khoáng và các vitamin để có tác dụng nâng cao sức đề kháng của cơ thể đối với mầm bệnh. Định kỳ dùng thuốc sát trùng để tẩy uế chuồng nuôi và tẩy uế môi trường xung quanh. Và đặc biệt là phải sử dụng vaccine để tiêm phòng, để phòng bệnh cho toàn đàn gia cầm. Đối với các nông hộ chăn nuôi gia cầm phải thường xuyên theo dõi đàn gia cầm để phát hiện được những cái sự khác thường trên đàn gia cầm để kịp thời cách ly, rồi chẩn đoán, điều trị và khống chế. Và đặc biệt là không được vận chuyển gia cầm không rõ nguồn gốc, không được là vứt những gia cầm ốm mắc bệnh ra các cái khu vực xung quanh, mà phải xử lý hết sức nghiêm ngặt. Một lần nữa thì xin được cảm ơn những chia sẻ hết sức là bổ ích của Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Ngọc Thạch trong chương trình.
Giá lợn hơi hôm nay ngày 7 tháng 2, thị trường miền Nam bất ngờ rớt giá sâu xuống dưới 77.000 đồng một kg tại một số địa phương. Lợn hơi về 2 chợ đầu mối lớn nhất của thành phố Hồ Chí Minh là Hóc Môn và Bình Điền cũng đã giảm mạnh một nửa so với Tết, còn khoảng 4.500 con. Cụ thể, mức giảm giá lợn hơi hôm nay chủ yếu tập trung tại miền Tây, trong đó Tiền Giang giảm 3.000 đồng một kg còn 79.000 đồng một kg, hai tỉnh Sóc Trăng và Bạc Liêu cùng giảm 3.000 đồng một kg còn 77.000 đồng một kg. Thị trường lợn hơi tại Cần Thơ trong ngày cũng ghi nhận mức giảm 4.000 đồng một kg xuống 78.000 đồng một kg. Các địa phương gồm Bến Tre, Trà Vinh, Long An, giá lợn hơi giao dịch đạt 82.000 đồng một kg, còn lại dao động trong khoảng từ 80 đến 81.000 đồng một kg. Thủ phủ nuôi lợn Đồng Nai, giá lợn hơi đạt 78.000 đến 80.000 đồng một kg.